Dạ, một em mắt sau lưng. Dạ, vẫn là dòng quen thuộc Doctor E. Dạ, hàng em đấu Nhật kìa. Adapter từ 100-240V thoải mái ha. Dạ, cái này thì nhìn sơ thì nó cũng như nó cứng cứng, nó mót gì vậy. Dạ, không thành vấn đề. Cực kỳ em. Dạ, con này để kê lưng này nọ hoặc kê cổ vai gáy á, nằm á, hoặc là bóp chân hoặc này là rất là ngon. Chìa khóa con này rất là êm, đảo chiều giữ luôn là tắt máy nha. Giá vẫn yêu thương như hàng đấu từ trước đến giờ. Adapter tiện dụng cắm đâu cũng được nha mấy bác. Ok, em cảm ơn.